Love and being loved is the greatest happiness in every human life. A precious gift that God has given us. After a period of getting to know each other and being in a good relationship, so the bride, groom, and the groom deepen together for a happy shore. Today we are really happy to wish you will have a beautiful day together from now on. And for any reason, they still hold hands for the rest of their life. Ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để có thể chào đón cho cặp đôi hạnh phúc của chúng ta nhất ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn cho chú rể Thiên Vĩnh và cô dâu Thùy Huyên ạ. Hôm nay thì rất là cảm ơn bố mẹ của hai bên đã thăm đã dành thời gian đến đây và chung vui với cái buổi tiệc ngày hôm nay. Và ngoài ra là có bạn bè của bố mẹ cũng như là bạn bè của anh chị em, của cô dâu và chú rể cũng rất góp mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người.